Ê cô, thằng Anh ở đâu? Gọi nó ra đây tao nhờ tí nào. Ơ hai cái thằng kia, người lớn hỏi không có mồm có miệng à? Thằng Anh ở đâu? Gọi nó ra xem nào. Tao là được, tao không trả lời được. Ai dạ, thằng cu nói chuyện nghe vui tai phết nhờ. Thằng kia, tại sao mày đánh thằng con tao? Biết gì đâu, ai biết gì đâu. Thằng con trai bà nói chuyện nghe không vừa tai thì tôi lại tôi sửa hộ cái miệng cho nó. Có gì đâu, quan trọng gì đâu. Nó trẻ con, nó biết gì mà mày phang nó. Còn do mày sai ấy, thế mà còn định bỏ trốn. Riêng tao dạ dày ấy là phải bỏ kho. Ha, nhà này được cả mẹ lẫn con. Nói chuyện lăng nhang nhờ. Mẹ chuyện điều nào đấy? À đây rồi, thằng kia đây rồi, mày ra đây, tao giải quyết luôn gia đình mày một thể nào. Sao nào, nay phải qua quệ nhà hàng xóm phát. Ai dạ, ngay nhà này chơi lớn phết nhờ, đầu tư nhờ. À, ê cô. Nó chạy rồi. Gọi mẹ mày ra đây nhá. Mày cái đấy này làm gì? À, thì hàng xóm sang xin cốc nước. Gì cầm. Chán thế. Đúng lúc người tao hết nước rồi, sao nhà khác mà xin? À, thì không có nước thì cho xin, bác cơm nguội cũng được. Mày xin cái chua rồi. À cái thằng quất này nói chuyện như ọe vào tai đấy nhờ. Ê mày đi làm gì? Mày đứng im đấy. Mày định làm cái chỗ gì đây? À, thế là dẫn cả ba con mẹ cháu ra. 1, 2, 3, vị trí là 3 gậy. Bảo không nghe, ý ông người ta gió. Ê thế này, nhà có khách. Có khách thì rót nước, tao mời khách, gọi gì tao? Không phải khách. Mà là ma. Cái gì? Ma. Mày bị điên à? Ma mảnh chó gì ban đêm này? Ma chỉ có ban ngày thôi. Mày nhiều cái chúng muốn nói rồi đấy. Thật. Nó đang ở kia kìa. Tao nói bao nhiêu lần rồi, kẻ mỏng mỏng thôi thì không nghe. Kẻ rõ là dày. Tao ra mà không có mày chết với tao. Đâu? Ma đâu? Nhà cửa tối hôm nay không bật cái điện cho nó sáng. Phải tối như này mà tao phim kinh dị. Đâu? Mà mày gì đâu? Thấy gì đâu? Em vừa thấy đầy sọc. Thấy nói gì đây? Đâu? Ngoan đi. Ui, cá ra. Thôi.